đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là thời gian chuẩn bị, là bước đệm vững chắc để mỗi chúng ta bước đến thành công. Nhưng hiện nay, đạo đức lối sống của sinh viên ngày càng đi xuống, nó đã trở thành một hiện tượng đáng báo động trong xã hội. Đến với cuộc thi trạng của câu lạc bộ truyền thông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi, nhóm sinh viên phòng 328 nhà A8 ký túc xá, làm video về vấn đề nạo phá thai trong giới trẻ nhằm mục đích giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viên. Là một nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á, mỗi năm có khoảng 300.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19, chiếm 20% trong tỷ lệ phá thai trên cả nước. Con số ấy ngày càng tăng lên mỗi năm, đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ nói riêng và cho toàn xã hội nói chung. Về sức khỏe gây ra, hậu quả nguy hiểm như tắc dính tử cung hoặc có thể mất đi khả năng làm mẹ, quyền lợi, trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ. Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả và quá trình học tập, nhiệm vụ quan trọng mà người học sinh, sinh viên phải hoàn thành. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình, bạn bè, hàng xóm dị nghị, coi thường, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân về sau. Phải làm gì, làm như thế nào để giảm bớt tỷ lệ nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay? Theo nhóm chúng tôi đã thảo luận đưa ra những biện pháp cụ thể như sau. 1. Giáo dục giới tính ngay từ khi còn bé. 2. Tuyên truyền vận động nói không với nạo phá thai.